Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Non Tép. Hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2019 thì cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một lô loa đến từ thương hiệu MF, một dòng loa trong phân khúc gọi là cao cấp nhất của thương hiệu này. Tên model của nó là PH12, các bác nhá, PH12, loa full 30. Thì các bác biết rằng là thương hiệu MF là một trong những cái thương hiệu cực kỳ là mạnh. Đấy, thương hiệu rất mạnh và dòng loa của MF thì là được khẳng định chất lượng trên thị trường, cũng qua rất nhiều các thế hệ các bác đã chơi âm thanh. Thực sự đây là một trong những cái dòng loa mà hiếm gặp và nó cũng dạng là sốt nhất hiện nay trên thị trường. Về thương hiệu MF thì hàng bãi của nó khá là hiếm gặp. Các bác mua hàng mới, hàng nhái thì có, nhưng mà hàng bãi của MF thực sự là rất chi là hiếm. Nó không sẵn để có chúng ta mua. Thì đối với dòng thương hiệu này đến thời điểm này đã là gần 1 năm tròn thì bên em mới mới gặp lại cái thương hiệu này ở phân khúc hàng bãi các bác nhé. Để nói lên là cái độ hiếm của cái sản phẩm này, và thứ hai nữa là về cái độ chất của dòng sản phẩm này thì riêng về cái thương hiệu MF này thì thực sự với các bác rằng là cũng đã có hàng nhái trên thị trường. Trước đây bên em cũng nghĩ rằng là chưa có hàng nhái, tuy nhiên là do cái độ sốt của nó thì bất kỳ cái hàng gì mà nó sốt thì sẽ có hàng nhái của thương hiệu này. Thì nói về thương hiệu này thì phải nói về là nó thuộc sở hữu của nước nào có lẽ là các bác cũng đang quan tâm. Thì xin giới thiệu các bác là MF là một cái thương hiệu sản xuất âm thanh audio dòng KTV đến từ nước Đức các bác nhá. Đấy, chúng ta có thể là gặp là đẩy MF và loa MF, thậm chí là vang MF và cả là mic của MF nữa, những làn dàn loa dây của thương hiệu MF nữa. Thì MF thì đây là một cái thương hiệu đã nói lên tất cả các bác rằng là đây là sàng xịn và 100% là xịn. Thì trở lại cái lô hàng ngày hôm nay, model là PH12. Đây bên em về, thứ nhất là cái số lượng nó cũng không được nhiều các bác nhá, cũng có hạn thôi. Tổng cộng cái lô hàng này của em là chỉ có là 8 đôi thôi ạ, cho nên mà cũng không có nhiều cái sự lựa chọn cho các bác để chần chừ. Thì đây toàn bộ lô hàng của em về để đang xếp ở đây. Đấy. Đấy. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về cái lô này cho các bác nhá, không mất nhiều thời gian. Thì bây giờ sẽ nói về công suất. Phía sau chạm loa này các bác ạ, đấy, MF Professional, model là PH12. Con này là tiếng bass của nó khá là phê. Đây chúng ta thấy là nó đánh được dưới xuống đến 50 Hz đến 20k, đấy 50 Hz. Đây. Độ nhạy của nó là tới 100 dB. Độ nhạy cực kỳ là lớn các bác nhá. Con này nó không hề công suất. Công suất chỉ cần 500W là ghép được cho đó rồi. Tại vì độ nhạy nó rất lớn. Độ nhạy rất lớn thì các bác ghép công suất rất dễ các bác, mà đánh thực sự là tiếng rất chi là phê. Nếu như mà cùng một công suất như thế này, cùng công suất nhưng độ nhạy nó sẽ thấp hơn thì loa nó sẽ đánh, nó sẽ không có, tức là cái tiếng của nó. Nói về tiếng, cùng một cái loa công suất như nhau để bên cạnh nhau, con nào loa độ nhạy hơn thì con nó tiếng sẽ mạnh hơn. Đó là cái kinh nghiệm của bên em và đó là cái thực tế. Công suất làm việc nó tới 400W các bác, 400W. Công suất power là 800W, công suất tối đa 1600W. Con này kháng trợ 8 ohm. Design in là đây. Design and Angel in Germany, đấy, sản xuất tại Đức. Đây có tem. Tem này các bác có thể quét mã QR nhé. Đây. Đây như bên em vẫn giới thiệu với các bác là các bác kiểm tra hàng xịn hay hàng nhái là bằng cái này, cái tem này các bác nhé. Và tất cả cái tem này các bác đều kiểm tra được. Thì hôm trước bên em bán những cái dòng đẩy của MF thì em cũng đã giới thiệu các bác để kiểm tra hàng xịn hàng nhái, thì các bác cài cái phần mềm WeChat của Trung Quốc, và chúng ta có cái nó cũng giống như thế là Zalo ấy, các bác quét bằng Zalo và các phần mềm khác sẽ không ra được nhá, phải kết bằng phần mềm của WeChat. Thì các bác là lấy điện thoại cài WeChat và chúng ta quét, thì cái này sẽ liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất và nhà sản xuất sẽ xác nhận cho các bác đây là hàng xịn hàng nhái. Đấy, lưu ý nhắc lại là lấy phần mềm WeChat nhá. Đấy, và quét cái mã QR này bằng sẽ đến trực tiếp là công ty của họ luôn, liên hệ trực tiếp luôn. Đấy. Thì về dòng loa này thiết kế thì các bác thấy là con này là khá là cao, rơi vào tầm khoảng 65 phân, cao, thùng rất chi là cao. Thùng kiểu thùng lệch, đấy các bác nhá. Thùng lệch, thùng sâu, con này sâu đến tầm 40 phân. Đấy, sâu 40 phân. Đấy, thùng màu trắng. Đây, màu trắng. Đấy. Đây. Ốc của nó này. Ốc của nó, con này ốc của nó cũng ốc xịn luôn, nó là bằng mạ luôn, không biết inox hay là mạ này, nhưng mà ốc cũng màu trắng rất là đẹp, ốc bằng mạ. Đây tôi có thấy là toàn con ốc của nó đây, rất là đẹp. Đấy, chúng ta thấy con này thì có lỗ treo loa cả hai bên. Đây bên này là có hai lỗ treo nằm này,
Đây, bên này cũng có hai lỗ các bác nhé. Đấy, bên nào cũng có, mỗi bên có hai lỗ. Đấy. Thùng là thùng gỗ các bác nhé, sơn sần màu trắng rất chi là đẹp. Đấy, cái lỗ tay cầm nó nằm ngay bên hông này, hai bên. Đây, bên nào cũng có. Con này nó thiết kế khá là đẹp. Ở hai bên trên mép trên, bếp hai bên của nó làm cái nẹp nẹp bằng nhôm. Cái nẹp này các bác muốn tháo cái căng này ra đấy, thì các bác phải lấy một cái tua vít này dẹt hoặc là cái bút điện. Đấy, em phần nói là cái bút điện các bác để đúng vào cái điểm này. Các bác cạy cái này ra, lò tay kéo nó ra. Đấy, nha, lấy cái bút điện chọc đúng vào cái điểm này. Đây, nâng cái này ra, nâng ra trong lò tay kéo nó ra. Không có phải vặn ốc gì hết đấy. Đấy, cái căng này. Đấy. Con này căng màu trắng. À, đây, thương hiệu của cái tô, cái tem logo của hãng này. Tem này nằm ngay chính giữa. Cái căng này em có một cái lựa chọn cực kỳ là hay cho các bác nhé. Các bác không thích màu trắng thì các bác nói với cửa hàng em sẽ căng lại cho các bác cái vải giống như thế này luôn, nhưng mà màu khác của nó là có cái màu nó xám xám. Căng vào đây hợp đẹp tuyệt vời luôn, cực đẹp luôn. Đấy các bác xem này. Đây là em làm mới về, em chưa vệ sinh. Cái này nếu như cái nào ấy em sẽ mai sẽ cho thợ lấy xà bông ngâm và đánh sạch tinh. Khẳng định với các bác là các bác nhận hàng nhá, phải trắng như chỗ này. Đấy, trắng hơn nhiều. Đấy, trắng tinh luôn đấy, em khẳng định là trắng tinh luôn. Và thậm chí là cả cái thùng này nhá. Đây, những cái thùng như thế này, những cái điểm bẩn như thế này em sẽ cho thợ là lấy xà bông, lấy xà bông mình dĩa mà ngâm xà bông lau phát nó sạch tinh luôn, sạch sáng quắc luôn đấy. Cái này kinh nghiệm bên em làm rất chi là nhiều rồi các bác thấy, là cái bẩn đây này, cái vết ố này nhá, bụi thôi, nhưng mà lấy xà bông lau đây là nó như mới luôn, là mới kính cong luôn đấy. Còn cái vải này nhá, thì sẽ giặt, không để như thế này đâu. Bên em bán hàng cho các bác đến tay là sẽ phải hàng đẹp long lanh cho các bác những cái này. Bên em rất chi có kinh nghiệm để tuốt ra những cái này. Đây các bạn. Còn bác nào thích nha, các bác bảo là màu trắng này nó không thích, nó sợ, thì các bác liên hệ cửa hàng em sẽ căng cho các bác cái vải khác. Em có mua mấy loại vải khác, màu khác. Nhưng mà thấy em thấy á, quan điểm của em thấy là khi mà em thấy rằng là cái vải màu ghi, tức là màu hơi xám xám nhạt nhạt ấy. Đấy, căng một cái này đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, cái màu xám giống như cái màu này này. Đây này. Này, cái màu xám nó gần giống như cái màu này. Căng vào đây thì nó không bị trắng chói quá, mà nó căng nó hơi tối tối một tí thì nó đẹp. Nếu mà căng màu đen thì nó lại ngược quá là nó xấu, nhưng mà màu xám nó cực đẹp luôn. Đấy các bác nhá, bác nào thích này các bác bảo em để căng sang màu xám cho các bác, đẹp lắm, em khẳng định là đẹp hơn cái màu này nhiều. Đấy, vải cũng giống luôn, vải chất vải như thế này luôn nhá, không khác một cái gì luôn. Nói em mua luôn mà, cái vải là vải này luôn đấy, chính xác là vải này luôn, vải hai lớp. Ở ngoài đây một lớp lưới và lớp trong là một cái lớp bông để nó ngăn bụi vào. Đấy, đúng loại vải này luôn nhá, cam kết các bác là loại vải xịn như thế này luôn, chứ không phải là vải kia đâu, vải căng loa ấy. Đây các bác xem toàn bộ lô hàng của em đây, rất chi là đẹp các bác nhá. Đây, không có một chiếc thùng nào bị sứt vỏ ấy. Loại này em khẳng định là không phải tét, không phải tuốt lại gì hết ấy. Thì đây, các bác thấy là các cái góc cạnh của nó hầu như không có một vết xước gì hết, rất chi là đẹp đấy. Đấy, thùng là vách là nguyên lành, cho nên mà các bác mua đấy, các bác mà mua hàng bên em đấy, các bác không phải quan tâm là chọn, không phải bảo dặn bọn em là chọn hàng đẹp đâu, vì thực ra nó đẹp hết rồi. Đấy, bây giờ là nội thất nha. Đây, nội thất ở đây, đây cái bát của nó kinh khủng luôn, nó một có một cái tem bảy màu nằm đây. Tem này nó để lâu ngày nó bị hơi ố rồi, đây rời ra mất rồi. Tem gì đây, tem có màu ép đấy, cái tem này. Đấy. À, cái bát của nó này các bác kinh khủng không, 10 điểm cái bát này. Thực sự đây là một cái bát loa mà khỏi nói là chất vô dạng là nhất nhì ở trên thị trường hiện nay, hiếm gặp loa màu ép mà cái loại gặp bát này, hiếm lắm, em khẳng định các bác là cực kỳ là hiếm luôn. À, cái bát của nó là nhìn kinh khủng, từ của nó từ 20 à, cái xương của nó này. Con này các bác nhá, côn hở nhá, các bác nhìn cái côn này các bác biết là hàng xịn hay không nhá. Này thì nó sở hữu côn là côn hở các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy côn đằng trong này, côn làm lại hay làm cái gì các bác chỉ cần nhìn vào trong này các bác thấy luôn này. Đấy, các thấy không, côn nó là nhìn thấy hết này, các bác thấy không. Đấy, thấy cả côn luôn đấy. Cho nên mà cái dòng này thì không cần phải giấu, cũng không cần phải là bao zin, cũng không cần, các bác cũng không cần phải là kêu thợ đến kiểm tra nhé, các bác cứ nhìn vào là thấy thôi. Đấy, côn nó hở ngay đây này, đấy, thò tay vào đây còn thấy này. Đấy, các bác cứ nhìn thôi, thấy côn zin là biết ngay. Đấy, côn của nó là côn đen như thế này, đúng zin nhá. Đấy. Còn nếu như làm lại thì không bao giờ là đẹp như thế này. Cho nên mà các bác mua những cái dòng côn này để các bác yên tâm, các bác kiểm tra bảo bao zin cho các bác luôn. Đấy.
Này, bát của nó này khủng lắm. Này, cái bát của nó kinh khủng luôn. Cái loa, một chiếc loa này em, ơi trời ơi, đây bát loa gần 26, nặng lắm. Đây màng loa đây. Đây bác ơi, cái keo này là màng này không thể, nếu mà có xả đây không thể xả được bác. Keo này là keo không xả được. Đấy. Cho nên mà hàng cửa hàng là các bác zin là zin nhá. Em cam kết các bác là những cái nào zin thì mới là sợ nào bạn các bác zin. Đấy, này keo này. Keo giữ gân này, cái này gân ướt bác này. Xả đồng dính lắm. Đấy. Đấy, dính dính này. Đấy, cái này là keo gân giữ gân đang còn rất tốt. Loa đang cực kỳ là tốt luôn. Mà loa sâu. Dòng này thì đánh tiếng bát thì không có gì để chê cả. Đây các bác thấy loa rất chi là hay, đẹp. Côn này côn 76 các bác nhá, côn 76 đấy, kiểu cổ loa như thế này các bác nhá. Đấy, côn loa thì chúng ta nhìn ở dưới đây, đấy có số luôn nhá, côn có số luôn các bác nhá. Đấy, côn loa có số nhá, đây này. Đấy các bác cứ nhìn thấy cái loại số như thế này là zin zin nhá, cái này là zin đấy. Đấy, đấy, zin này. Côn này là côn dẹt. Dòng này là côn dẹt các bác nhá, côn nhôm dẹt. Đấy. Lưu ý các bác nhắc lại là con này là côn nhôm dẹt các bác nhá. Đấy. Loa phải là đỉnh cao nhất của nó là phải là do côn là côn nhôm dẹt. Đấy. Các bác đều biết rằng là biết rồi nhá. Nếu như biến thế là phải biến thế đồng là nó tốt, nhưng mà côn loa thì là côn dẹt là mới hay. Đấy. Phải côn dẹt mà đặc biệt phải là côn nhôm dẹt các bác nhá. Côn bằng đồng mà dẹt cũng chưa bằng côn nhôm là dẹt. Đấy, còn nguyên do tại sao các bác có thể lên Google các bác xem nhá. Côn nhôm dẹt. Đấy. Côn mà côn tròn hai lớp ba lớp cái đó không quan trọng bằng côn dẹt. Côn dẹt với là côn là đắt tiền nhất mà côn xịn nhất. Đặc biệt là côn bằng nhôm dẹt nó lại càng hay. Các biết là cái côn làm bằng nhôm ấy, tiếng nó cực kỳ là bay. Tiếng nó bay mà nó hay lắm. Dòng này là côn nhôm, côn này là côn nhôm dẹt. Đấy, nói nhắc lại cho các bác đấy. Đấy. Đây, cái bass bỏ ra ngoài nhá. Nặng lắm. Cái chiếc thùng này em nghĩ là nó rơi vào tầm phải gần 30 cân một chiếc. Nặng kinh khủng luôn. Phần tần của nó này. Con này phần tần thì không gấu không hầm hố lắm. Đây có một con chỗ này. Cái cuộn cảm này thì đặc biệt là ấn tượng. Cuộn cảm to. Cuộn cảm to này thì tiếng bass nó mới hay. Cái cuộn cảm này các bác nhá, cái cuộn này là cuộn của tiếng bass này. Cuộn này là của tép này. Cái cuộn cảm này nếu như các bác muốn nghe tiếng bass sâu mềm đấy thì các bác cái cuộn này phải lớn thì mới hay. Nếu như cái cuộn này mà bé thì tiếng bát không có. Nó có nhưng mà rất ít. Nói như thế là bảo là không có, không lưu. Càng to thì tiếng bát càng sâu. Đấy các bác nhá, lưu ý nhá. Cái cuộn cả bên này. Đó là kinh nghiệm của em đi mua loa. Các bác phải thấy cái cuộn. Nếu như bây giờ nói là hai chiếc loa này giống nhau một thùng, chỉ cần các bác lựa ra bớt mấy vòng của cái cuộn này đi, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà tiếng bát nó sẽ khác. Đấy, thì đây là cái cuộn này để nó tham gia nó tiếng bát sâu mềm lực, cái là cái cuộn này. Đấy. Cái bát nó chỉ đi qua cái cuộn này thôi nhá. Cái này là cái bóng đèn. Bóng đèn bình thường các bác sẽ không bao giờ thấy nó sáng. Nhưng khi thấy chập cháy thì sẽ nó sẽ sáng. Rồi, chập cháy cái bóng đèn này sẽ sáng các bác nhá. Đấy. Cái bóng này này. Không phải là cái bóng bình thường đâu ạ. Bóng này nó giúp bảo vệ tép. Khi mà các bác mà quá tải mà tép hú ấy, đặc biệt cái tép này nhá. Nó mà hú quá tải phát cái bóng này nó sáng lên. Nó sáng này nó xả điện ra đây. Để nó bảo vệ cái tép, giúp tép không bị cháy. Để nó xả công suất sang đây. Đấy, cho nên mà cái bóng đèn cực kỳ là quan trọng. Không có cái bóng này thì các bác nối tắt thì vẫn ok, vẫn hát bình thường thôi. Tuy nhiên là khi mà chập cháy thì không có cái bóng này thì tép nó sẽ bị cháy. Đấy, cái bóng này đây nha. Còn là máy cuộn cảm này thì không vấn đề gì. Đây có một con tụ này để tách. Còn cái tép này là tép xịn cho nên mà nó cũng không cần có những cái con tụ để cắt. Nếu như chúng ta thì cũng rằng những cái dòng loa như do của JBL, cái phần tần của nó chỉ có một miếng nhỏ xíu thế này thôi. Tại vì dòng loa nó cái chất âm của nó là đạt được khá là chất rồi. Không cần có những cái thiết bị để chỉnh, không cần có nhiều tụ. Đấy. Đây cái phần tần nó có chữ màu ép qua thấy không? Đấy. Có cả mã số seri ở trên phần tần các bác nhá. Đây này. Số seri đây. Đấy, số này. Số seri có chữ PH12 đây này. Đấy, chúng ta thấy không? PH12 đấy. Nhưng là cái phần tần này dành cho model PH12 là cái loa này. Mỗi model nó sẽ có một cái phần tần riêng. Đấy, phần tần riêng. Nếu như cái phần tần này mà để cho loa khác thì nó sẽ phải cấy thêm những cái linh kiện vào đây để nó đạt được cái chất âm mong muốn của nhà sản xuất. Tôi nhìn được cái dòng loa này chất âm nó tốt thì nó không cần những cái phần tần để nó chỉnh âm nữa. Nó rất chỉ là đơn giản như thế này nhưng mà cực hay luôn. Tép của nó các bác này. Rồi, tép màu ép đây. Tép có màu nhá.
Này, tép này tép từ 14 đấy. Từ 14. Rất là nặng này, có chữ màu ép. Này. Này, màu ép ngay trên thùng loa nhá. Đấy. Đấy, có cả dập dập chìm nữa, nó màu ép đây. Trên tép, trên bát loa đều có tem của màu ép hết các bạn. Đấy, trên tép bát loa nó cũng có tem có màu ép và có số seri luôn. Sản xuất năm 2015 các bác ạ. Con này sản xuất 2015 này. Tháng 1 15 tháng 1 là 2015. Cái bát này sản xuất năm 2015. Vậy năm nay là 4 năm rồi đấy. Xong còn rất gì là bền tép. Đấy. Thì vừa rồi bên em cũng đã giới thiệu rất chi tiết về cái lô loa này. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ cửa hàng em nhé. Em sẽ báo giá cho các bác. Giá của cái lô này thì sẽ rất chi là ok, sẽ cạnh tranh hơn những cái cửa hàng khác. Giá nó chỉ là nhích hơn 10 triệu thôi các bác nhé. Đấy, hơn 10 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cửa hàng em nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Hàng sẽ bao zin, bao chuẩn, bao xịn và thậm chí là bao đẹp cho các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác.